150 đẳng cấp sang trọng, giá chỉ từ 98 triệu đồng. Khi quý khách hàng mua trả góp chỉ cần trả trước 35 triệu đồng. Honda XH125 giá chỉ từ 85 triệu đồng, mua trả góp chỉ cần trả trước 25 triệu đồng. Chuẩn xe tay ga dành cho phái nữ Honda XH-Mo giá chỉ từ 59 triệu đồng, mua trả góp quý khách chỉ cần trả trước 12 triệu đồng. Hồ sơ, thủ tục đơn giản chỉ cần căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, sở hữu Vario 125 nhập khẩu Indo giá chỉ từ 49 triệu đồng. Khi quý khách hàng mua trả góp chỉ cần trả trước 8 triệu đồng là được. Vario 150 giá chỉ từ 62 triệu đồng, mua trả góp chỉ cần trả trước 14 triệu đồng. Yamaha Exciter giá chỉ từ 43 triệu 500 ngàn đồng, mua trả góp với khách chỉ cần trả trước từ 3 triệu đồng. Suzuki Rider giá chỉ từ 50 triệu 500 ngàn đồng, mua trả góp chỉ từ 4 triệu đồng. MX King giá chỉ từ 43 triệu 500 ngàn đồng, mua trả góp với khách chỉ cần trả trước từ 4 triệu đồng. Honda Supra X RTR giá chỉ từ 50 triệu đồng, quý khách hàng mua trả góp chỉ cần trả trước 8 triệu đồng. Honda Vinyl V2 giá chỉ từ 39 triệu đồng, mua trả góp chỉ cần trả trước 1 triệu đồng. Honda Vinyl V3 giá chỉ từ 40 triệu đồng, mua trả góp với khách hàng chỉ cần trả trước 2 triệu đồng. Suzuki Moto RSX giá chỉ từ 63 triệu đồng, mua trả góp với khách hàng chỉ cần trả trước 15 triệu đồng. Yamaha Moto R15 giá chỉ từ 65 triệu đồng, mua trả góp với khách hàng cũng chỉ trả từ 15 triệu đồng. Honda Ablus 125 giá chỉ từ 46 triệu đồng, mua trả góp với khách hàng chỉ cần trả trước 3 triệu đồng. Honda Sonic giá chỉ từ 52 triệu đồng, mua trả góp với khách hàng chỉ cần trả trước 7 triệu đồng. Yamaha Exciter giá chỉ từ 42 triệu đồng, mua trả góp với khách chỉ cần trả trước 3 triệu đồng. Sirius RC giá chỉ từ 19 triệu đồng, mua trả góp với khách chỉ cần trả trước 1 triệu đồng. Liên hệ với Thanh Nhân số điện thoại 0865 919 539 hoặc liên hệ với Ngọc Hiện số điện thoại 0969 323 350 để được hỗ trợ giá tốt nhất và nhận thêm nhiều ưu đãi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại cửa hàng xe máy Thắng Phúc Thịnh, địa chỉ tổ 4, khu phố 8, phường Yên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.